Mỹ Tho là một thành phố lớn nằm bên dòng sông Tiền Giang hiền hòa thơ mộng. Tiền Giang là một tỉnh có nhiều thắng cảnh đẹp, di tích lịch sử, văn hóa xã hội và là tỉnh có nhiều trái cây ngon ngọt và có nhiều loại đặc sản nổi tiếng. Trong giới thể thao, ở bộ môn bóng bàn, nhiều người đều biết đến đây là một địa phương có phong trào mạnh so với các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có những tên tuổi được nhiều người biết đến từ trước năm 1975 như anh Lâm Lý, Trần Châu Thới ở thành phố Mỹ Tho, chị Nguyễn Thị Lệ Dung ở Gò Công, từng đoạt chức vô địch đơn nữ miền Nam Việt Nam. Đặc biệt ở thành phố này còn có một gia đình hiến nhà và đất để làm câu lạc bộ bóng bàn, đó chính là câu lạc bộ bóng bàn Châu Diều. Đó cũng là nơi sản sinh ra nhiều kỷ vật xuất sắc như Xuyên, Thắng, Kỳ Long, vân vân. Thời gian sau này, Tiền Giang còn có nhiều cây vợt khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu về giải đấu của các đội mạnh toàn quốc năm 2019 và giải đấu của câu lạc bộ Tiền Giang mở rộng nhân dịp đón chào năm 2020. Những ngày đầu tháng 10 năm 2019, trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Mỹ Tho xuất hiện nhiều tấm băng rôn và pano nói về sự kiện giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc. Nhiều người yêu thích bộ môn bóng bàn, trong số đó có tôi, đều háo hức chờ đợi một giải đấu sôi nổi, hấp dẫn sẽ diễn ra. Được biết giải đấu có hơn 150 vận động viên nam nữ đến từ các đội câu lạc bộ bóng bàn mạnh thuộc các tỉnh thành ngành trên cả nước như Hà Nội, Tây Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Vĩnh Long, câu lạc bộ Hải Dương, câu lạc bộ Hà Nội Ti và Ti, Công an Nhân dân và đơn vị chủ nhà tỉnh Tiền Giang. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung gồm đồng đội, đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Ở giải đấu này có hơn 10 kiện tướng quốc gia góp mặt, đó là những tên tuổi nổi tiếng như Trần Xuân Quỳnh, Hà Nội Ti và Ti, Nguyễn Anh Tú của Hà Nội, Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương, Mai Hoàng Mỹ Trang của thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Là người rất yêu thích bộ môn này nên tôi đến xem hầu hết các trận đấu của giải. Nhìn không khí sôi nổi trong nhà thi đấu, ký ức bỗng tràn về trong tôi với bao kỷ niệm. Ngày xưa, thời tuổi trẻ, tôi từng thi đấu cho một đội trẻ và thi đấu khá nhiều giải phong trào trong tỉnh Long An và một số giải ngành nghề khác. Trong gia đình, tôi có hai đứa con, các cháu đều đánh cho năng khiếu vào đội trẻ của tỉnh Long An. Một số mùa giải, tôi đều đi theo ủng hộ các con thi đấu. Có năm, tôi cùng đứa con trai thi đấu đôi nam và đoạt giải nhì thành phố Tân An mở rộng năm 2009. Đó là thời gian sau giải đấu. Tôi không còn thi đấu nữa. Vì vậy, nhìn giải đấu các đội mạnh này diễn ra, tôi như sống lại cái không khí ngày hội thể thao của đời mình. Xem giải đấu, tôi thấy lối đánh của các vận động viên bây giờ khác rất nhiều với thời của chúng tôi ngày trước. Xu thế ngày nay là giao bóng xoay lên, đôi công chụp đẩy và đối vật đánh cả hai càng. Tôi rất thích những cú gài bóng thông minh và khó chịu của Trần Tuấn Quỳnh, Hà Nội Ti và Ti. Những cú đánh trái tay mạnh và khéo léo của Vũ Quang Hiển, Phạm Thanh Sơn. Những cú giật bóng bên phải mạnh mẽ đầy uy lực của Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh. Ở giải nữ có các tay vợt mạnh như Mai Hoàng Mỹ Trang, Vũ Thị Hà, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, vân vân. Trong đó Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là tay vợt chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm vô địch đơn nữ quốc gia, tới thời điểm này vẫn chưa có đối thủ nào giành chiến thắng được cô. Đặc biệt, đơn vị Tiền Giang gây bất ngờ lớn ở giải đấu này. Thanh Sơn và Phi Vũ thi đấu rất hay ở giải đôi nam. Lần lượt Sơn và Vũ đã hạ các ứng cử viên vô địch chỉ để thua trận chung kết trước giải đấu này là Tuấn Quỳnh và Trung Kiên của Hà Nội Ti và Ti. Bất ngờ tiếp theo là Phạm Ngân Giang, cô bé xinh đẹp đang thi đấu cho đội Tiền Giang, thi đấu rất hay ở giải đơn nữ. Sau vòng bảng, Ngân Giang đều giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước các đối thủ là Mai Tú Uyên, Phan Hoàng Tường Giang, Trần Nguyễn Thanh Trúc. Cuối cùng, cô chỉ thua Nguyễn Khoa Diệu Khánh của thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu chung kết của giải. Và đây cũng là chức vô địch đơn nữ quốc gia đầu tiên của Diệu Khánh.
Bên cạnh đó, Thanh Sơn và Ngân Giang còn đem về cho tỉnh Tiền Giang một chiếc huy chương đồng ở giải đôi nam nữ, với hai chiếc huy chương bạc, một huy chương đồng, là một thành tích đáng ngợi khen cho đội Tiền Giang trước một giải đấu lớn như thế này. Điều đặc biệt nữa là qua giải đấu này, tôi được biết kênh truyền hình 4TV ở trong nước chuyên phục vụ mọi người qua trang mạng Facebook và YouTube. Qua đó mọi người có nhiều thông tin về giải đấu bóng bàn đang diễn ra ở trong nước và các giải đấu ở các châu lục khác. Đồng thời qua đó người ta biết nhiều hơn về các dụng cụ thi đấu của bộ môn bóng bàn. Đến xem giải đấu bóng bàn các đội mạnh toàn quốc, tôi mới được biết ở Mỹ Tho có câu lạc bộ bóng bàn của tỉnh Tiền Giang. Ở đó có khá nhiều người đến tập luyện. Từ đó tôi bắt đầu tập luyện lại bộ môn này sau 10 năm không cầm vợt. Không khí ở câu lạc bộ rất vui, một số anh em là huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển đều thi đấu với chúng tôi. Nhân dịp chào đón năm mới 2020, chào mừng 340 năm thành lập đô thị Mỹ Tho, đồng thời kỷ niệm 100 năm bộ môn bóng bàn du nhập về Việt Nam. Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu tỉnh Tiền Giang tổ chức giải bóng bàn câu lạc bộ tỉnh Tiền Giang mở rộng mừng xuân Canh Tý 2020 tranh cúp tài Sibo. Giải thu hút hơn 30 vận động viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bến Tre và Tiền Giang. Trong đó có các huấn luyện viên đội tuyển Tiền Giang, vận động viên đội tuyển Long An, nữ Tiền Giang và các tay vợt phong trào có trình độ khá cao. Ngay từ sáng sớm, nhà thi đấu đa năng đã có mặt các vận động viên về dự. Mọi người vui vẻ chuẩn bị tiến vào giải đấu. Giải có hai nội dung thi đấu không phân biệt nam nữ, đôi ở các hạng A, B, C và giải đánh đơn dành cho các vận động viên hạng C. Tôi tham dự nội dung đánh đôi. Giải đôi có 24 vận động viên, ban tổ chức bốc thăm chọn cặp ngẫu nhiên 12 đôi chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó chọn hai đội nhất và nhì bảng thi đấu tiếp các vòng sau. Sau khi bốc thăm, tôi và Vũ Bến Tre nằm ở bảng C. Trận đầu tiên, chúng tôi thua cặp đôi là Đông Khôi của Tiền Giang với tỷ số 0-3. Trận tiếp theo, chúng tôi giành chiến thắng 3-1 trước Thái Mỹ Tho và Trí của quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí nhì bảng C, chúng tôi vào vòng tứ kết gặp đôi Tài Sì Bo và Hồng Ân, vận động viên đội tuyển nữ Long An. Nói về anh Tài Sì Bo, anh là nhà tài trợ chính của giải, đồng thời anh cũng là một tay vợt phong trào mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói về Hồng Ân, tôi biết cô bé từ lúc lên 6-7 tuổi, vừa mới cầm vợt trong đội năng khiếu của Long An cùng thời với con gái của tôi. Thời gian trôi đi, Hồng Ân càng lớn càng xinh đẹp và đánh bóng càng hay trong thành phần đội tuyển nữ Long An. Trận đấu này, tôi và Vũ đeo bám qua từng ván đấu. Khi chỉ số là 2-2, chúng tôi bước vào ván đấu quyết định thứ 5, đó là một ván đấu đến nghẹt thở. Cuối cùng, chúng tôi giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 3-2 để tiến vào vòng bán kết. Vòng bán kết là cặp đôi huấn luyện viên Tăng Thanh Phương và Tấn. Đó là cặp đôi có tuổi đời còn trẻ và trình độ cao hơn hẳn chúng tôi. Thế nhưng vào trận đấu, tôi và Vũ thi đấu có phần thăng hoa hơn ngày thường, cộng với một phần may mắn nên chúng tôi đã giành chiến thắng và tiến vào trận chung kết của giải. Trận chung kết, chúng tôi gặp một huấn luyện viên khác của tỉnh Tiền Giang, đó là Nhật và Nghĩa đến từ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào trận, dù rất cố gắng nhưng chúng tôi đành thất thủ trước đội bạn với tỷ số 0-3. Với vị trí hạng nhì của giải đã khiến cho chúng tôi rất vui, vì ai ai cũng nghĩ tôi và Vũ chỉ là kẻ lót đường. Do đó, chúng tôi chính là điều bất ngờ của giải đấu, và đó cũng là một kỷ niệm đẹp của chúng tôi khi lần đầu thi đấu chung với nhau. Ở nội dung thi đấu giải đơn dành cho các vận động viên hạng C, chị Nguyễn Mai đến từ thành phố Tân An đã giành chức vô địch. Anh Thắng cũng là nhà tài trợ của giải đã xuất sắc đạt hạng nhì. Anh Huy đến từ Sở Điện lực Tiền Giang cùng với anh Vinh của Công ty Thiết kế Xây dựng Tiền Giang đoạt giải đồng hạng 3. Cùng với giải đấu này, Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Tiền Giang còn tổ chức thi đấu giao lưu cho các em là vận động viên năng khiếu của hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Đây cũng là một điều kiện tốt cho các em nhỏ cọ sát, học tập kinh nghiệm thi đấu của mình. Giải đấu khép lại với trọn vẹn niềm vui. Ngày thi đấu thực sự là một ngày hội của những người yêu thích quả bóng nhựa.
Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi hẹn sẽ tập luyện để cho trình độ được nâng cao hơn nữa và sớm gặp lại nhau trong các giải đấu sắp tới để nâng cao sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị của các anh em yêu thích bộ môn bóng bàn ở các vùng miền của Tổ quốc. Thành công nào cũng cần có niềm tin, cùng tay nắm tay trên đường chiến thắng. Tình yêu đó làm trái tim ta trải bồng, ngày luyện rèn thể thao đến thành công. Bóng bàn